để nhanh chóng chấm dứt những phiền toái do viêm âm đạo dài dẳng. Chị Thành đã tuân thủ tuyệt đối sự chỉ dẫn của bác sĩ bằng cách điều trị bằng thuốc, đồng thời điều chỉnh những thay đổi trong chế độ ăn uống hàng ngày để nâng cao hiệu quả điều trị, như tránh ăn đồ ăn cay nóng, các thức ăn ngọt, béo cũng giảm thiểu đáng kể. Bên cạnh các biện pháp Tây y, chị Thành cũng đã lựa chọn sản phẩm viên uống được bào chế từ Immun Gamma kết hợp với các thảo dược như cao trình nữ hoàng cung, cao hoàng bá, cao diếp cá, xây kỳ ninh để tăng cường khả năng chống viêm, làm lành các tổn thương do viêm, đồng thời sử dụng dung dịch vệ sinh phù hợp để cân bằng độ pH vùng kín. Khi sử dụng hai sản phẩm kết hợp đó là nữ vương nail và nữ vương gel á, thì mình không còn cảm thấy ngứa ngáy khó chịu nữa và khí hư cũng không còn ra nhiều như trước. Hiệu quả rõ rệt khiến mình cảm thấy rất là mừng. Cuộc sống vợ chồng thì cũng vui vẻ và hạnh phúc hơn. Và điều đặc biệt khiến mình an tâm và tin tưởng sử dụng sản phẩm này là vì sản phẩm được làm hoàn toàn từ thảo dược, hiệu quả rất là ổn định và lâu dài. Và sau này thì mình sẽ thường xuyên sử dụng sản phẩm này mỗi năm 2 đợt, mỗi đợt 3 tháng để mà phòng ngừa viêm nhiễm phụ khoa. Sự kết hợp giữa các vị thuốc quý đến từ thiên nhiên đã mang đến một giải pháp toàn diện và hiệu quả giúp chị em phụ nữ thoát khỏi nỗi lo về các bệnh viêm nhiễm phụ khoa như viêm âm đạo, viêm lộ tuyến cổ tử cung, viêm phần phụ, đặc biệt giúp chấm dứt tình trạng viêm nhiễm mãn tính, dai dẳng, tái đi tái lại, đem đến nguồn sinh lực dồi dào và điều trị dứt điểm các căn bệnh viêm nhiễm phụ khoa sau từ 3 đến 6 tháng sử dụng.